Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Sau những ngày biển yên gió lặng và ít mưa thì từ hôm nay trên ảnh mây vệ tinh cho thấy có một rãnh áp thấp mới hình thành nối với một vùng áp thấp nhiệt đới tại khu vực phía đông của Philippines. Do vậy, thời tiết trên các vùng biển phía Nam sẽ chuyển rất xấu. Cụ thể tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, mưa rông sẽ tăng dần lên mức rải rác, khiến tầm nhìn xa liên tục ở mức thấp dưới 10 km. Nguy cơ cao xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn với khu vực phía bắc của Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai có gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, trời tạnh ráo, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ, gió hướng Nam đến Đông Nam cấp 3, mưa rông thì hầu như không xuất hiện, tầm nhìn xa đêm và ngày đều trên 10 km, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động biển. Dự báo tình trạng thời tiết tốt ở đây sẽ còn duy trì liên tục từ nay đến hết tháng 7. Ít mưa trời nắng, gió nhẹ, sóng thấp cũng là xu hướng thời tiết trên các vùng biển miền Trung bao gồm tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai gió nhẹ, sóng biển dưới 1m75, biển lặng, trời nắng ráo nên việc ra khơi khai thác ngư trường và đi lại trên vùng biển này cũng không gặp bất kỳ trở ngại gì về thời tiết. Trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo từ chiều tối mai trở đi sẽ có mưa rào và dông nhiều, nguy cơ xảy ra lốc xoáy hay gió giật thì cũng tăng hơn. Gió Tây Nam trong đêm nay và ngày mai ở mức cấp 3, cấp 4, nhưng sẽ tăng dần lên cấp 4, cấp 5 trong các ngày tiếp sau và có thể xuất hiện tình trạng biển động nhẹ vào những ngày cuối tuần. Mưa dông gia tăng cũng là xu hướng thời tiết ở tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến đảo Phú Quốc. Từ chiều mai sẽ có mưa dông nhiều và tăng mạnh trong 2-3 ngày tới, tầm nhìn xa giảm thấp, kèm theo nguy cơ cao về tình trạng lốc xoáy xảy ra trong mưa dông. Và những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.